smelling like trees. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Trời ơi, ngày hôm qua đi học mưa tầm tã luôn, cho nên bây giờ bị cảm rồi. Nước mũi nó cứ chảy ra, xong rồi đôi khi cổ cũng ngứa ngứa nữa. Nhỡ mà có nghe sụt xịt gì trong video thì các bạn có thông cảm nhé. Hôm nay mình sẽ chơi nhân vật Joseph, một nhân vật mà ra vào hai thế giới, vừa thực vừa trong ảnh nữa, cho nên là cực kỳ ghê gớm với độ nguy hiểm, đó chính là gây ra máu lẻ. Và để chơi nhân vật này, các bạn có thể là đừng có đụng chạm với nhân vật bác sĩ, hoặc là nếu mà có đụng chạm thì bắt được bác sĩ trước thì các bạn cứ bắt nha, đừng có để nhân vật này sống sót ở giai đoạn đầu game cũng như là cuối game luôn, cực kỳ khó chịu. Nhân vật này thì cũng có rất là nhiều tip chơi, các bạn có thể là chém gục cho lên ghế luôn, hoặc là chém mất 0.75 máu thôi để đấy. Như mình thì toàn là chém 0.75 máu thôi. Di chuyển mục tiêu sang vị trí khác. À, có chấm đỏ này. Đây. Đây, Hương Sư. Rồi, ok, vậy cũng khá là ổn. Lý do mà mình chém 0.75 máu đó chính là khi mà hết thế giới ảnh thì ra ngoài thế giới thực survival chỉ còn 0.25 máu, và mình chỉ cần chém một phát nữa là gục luôn. Đồng thời là bọn nó không thể nào mà tạo được, không thể nào trị thương được. Nó nôm na là như vậy. Con lợn này chuẩn bị hết heo này. Biết ngay mà, bị thương là mất heo. Con lợn ơi là lợn. Ủa, à, Hương Sư sử dụng nước hoa nên là không bị mất máu, khá là hay. Được, bạn này là rành rõi về nhân vật Hương Sư lắm này, rất thông minh. Nhưng mà biết phải làm sao, phải làm sao. Điều phối cứu dã nhân rồi. Mù thì đang sửa được một máy ở trên thuyền, khá ghê gớm. Ồ, persona 5 của nhân vật điều phối chụp cái ảnh này. Này, các bạn nên nhớ phải chụp thế giới ảnh liên tục nhé, đặc biệt là những cái lúc mà survival bị thương. Vì sao? Đó chính là khi mà bọn nó sửa trị thương cho nhau ở bên ngoài mà không trị thương bên trong thì lại tiếp tục gây ra máu lẻ. Đông na là như vậy thôi. Nói chung là chơi nhiều mới hiểu được cái gây ra máu lẻ. Còn không thì rất là khó. Rất là khó luôn. Apollo cực kỳ đẹp trai nha. Dã nhân thì vẫn cứ lờn vờn ở đây. Thanh niên không muốn sống mà. Cứu làm gì, có thoát được đâu mà cứu. Đằng trước mình thấy có bóng người, không biết có ai bên đấy, để mình xem. Ai giời ơi, cái thẻ bài giống cái hình mặt trời ghê không? Đây. Mù ơi. Này thì mù này. Rồi mình sẽ đổi sang dịch chuyển bắt dã nhân bên kia. Sau đó dùng thẻ bài quay lại nhân vật vị trí mù, cực kỳ đơn giản luôn. Đây là một cái tip các bạn có thể làm theo. Mình thấy cam cổng cũng khá là ngon với cái tip này luôn á. Từ từ, chuẩn bị bay qua mù này. Đó, ghê không? Quá ghê, quá cơ động luôn. Từ vị trí A mà nhảy sang vị trí B. Cái thẻ bài này các bạn cũng có thể là xác định survival ở vị trí nào mà các bạn chưa thấy. Giả sử như là các bạn ném thẻ bài ra, nó quay về vị trí cái thuyền thì các bạn đi thẳng vào cái thuyền. 100% là có survival trong đấy luôn. Skill thẻ bài này hồi cũng rất là nhanh nha. Này, cứu cái gì trời ơi. Ghê thiệt. Mù lát nữa không cứu ghế là cũng bị gục luôn thôi, không quan trọng. Giời, bà Hương Sư này. Có nước hoa xong ghê gớm thiệt. Cẩn thận nó bắn mình nha. Chạy đi đâu. Ui, nó bắn thật kìa.
dã nhân mà gặp Joseph thì có mà sửa máy mù quýt. Trời húc kìa, trời ơi. Muộn rồi bạn ơi. Con lợn này cưỡi cái gì đây? Cú đi. Rất là ghê gớm nha. Ăn hai lần tôi đốt sốc rồi vẫn chưa chừa. Nhưng mà bạn này là biết cứu đồng đội này, chứ không phải cưỡi heo lượn vẩn trước mặt. Như thế đỡ trầm cảm hơn. Một người ra đi. Lại cứu nhau rồi. Cái cô bé này hồi nãy bắn mình đây. Bạn nhắm bạn chạy lại được không? Chết. Trời ơi, nghe cái tiếng xoen một cái nó ngọt. Trong cái map rộng như thế này thì các bạn cũng không cần phải lên nhánh rào cửa sổ đâu. Mình chủ yếu là lên nhánh 36. Ủa đúng không? Ừ, 36 đúng rồi. Hoặc là 9 với 12. À quên, 9 với 6. 36 và 96. Cái nhánh 9 á, là để cho Hunter nó tăng skill nhanh. Mù này. Ốc. Cái hầm ngay trước mặt luôn. Thoát làm sao? Hương sư cái gì tầm này? Đầu hàng luôn rồi. Ok các bạn đừng chuyển kênh nha, mình sẽ làm thêm một clip nữa về nhân vật Joseph cho các bạn cùng xem. Wow, cụ ơi là cụ. Quá đỉnh luôn. Các bạn có nhớ cái trailer về cái sự thay đổi của cái map thị trấn ngủ quên này không? Đó chính là sự xuất hiện của nhân vật Joseph. Và hôm nay mình cũng sẽ chơi thử nhân vật Joseph trong cái map này luôn. Cũng có một điều rất là đặc biệt về cái nhân vật này, đó chính là nhân vật này thuận tay trái. Các bạn thấy không? Tại vì tay trái nhân vật này cầm kiếm các bạn. Prisoner. Chúng tôi gục luôn. Ông này lén phén lèn phèn lắm. Mình là một người thuận tay phải, nhưng mà mình ở nhà mình có hai người, đó chính là mẹ mình với thím mình thuận tay trái, cầm dao này, hoặc là cầm đũa, để cầm bất kỳ những thứ gì toàn là tay trái đầu tiên thôi. Đây có bà bartender. Bà này cũng khôn lắm, đầu game thấy mình chụp mấy ảnh xong mới pha chế rượu. Ghê lắm, phải đùa nữa nha. Ôi nhanh lên, không là nó hết mấy ảnh. Rồi, được rồi. Hai đứa gục, hai đứa mà gọi là ghê gớm. Rồi ôi, chưa gì bà bắn mình rồi. Bà co. Emote kìa. Coi kìa. Đứng lấp ló, nó kiểu như là nó không coi mình là gì ấy. Cuộc chơi của bạn kết thúc bây giờ thôi. Ý giời ơi, nhìn cái tướng kìa. Phèn dễ sợ luôn á. Chạy emote. Quá đáng, vừa vô bắn luôn rồi. Giờ full điểm hiện diện rồi, mạnh rồi. Cầm tay trái bằng kiếm, cầm kiếm bằng tay trái thì làm sao mà đánh nhau đồ được ta? Nhưng mà nhiều người thuận tay trái thường thường là những người thiên tài nha. Mình cũng đã thử cầm đũa bằng tay trái rồi, nhưng mà cuối cùng nó cũng như không. Chán gì đâu. Ô, chạy vào thế giới ảnh à? Thì đấy, giờ tưởng gì. Dễ thôi. Joseph thì không cần mấy cái máy ảnh để chui vào đâu, skill cũng đủ rồi. Nếu như các bạn thấy survival nó đi vào hướng thế giới ảnh thì lập tức các bạn sử dụng skill cho nó nhanh nhé. Đừng có đi theo nó, dễ mất dấu lắm. Bà này có cái trang phục Nick Hope, xong rồi có cái cả phụ kiện Tết nữa. Bắn ra đúng đẹp luôn. Xem ai cứu bà. Bà bắn tôi đó bà. Mệt mỏi bà, dễ sợ luôn. Tù nhân heo ở trong thế giới ảnh rồi. Rất thông minh. Có người tới cứu chắc luôn.
cái mảnh nó quay về hướng đó mà. Đó, thấy không, thấy không, thấy không, mình nói đâu có sai đâu. Không cứu được điều phối rồi. Ít giờ, ít giờ. Có nước hoa thì anh hùng lắm. Gây ra một tí máu xong rồi sợ chạy toán loạn lên bây giờ thôi. 2 phút, 3 phút đầu game rồi, vẫn chưa được cái máy nào. Đây là sự khó chịu của nhân vật Joseph đó các bạn. Rồi bây giờ thì nước hoa gì tầm này. Đảo này. Sợ ngay, giờ có nước hoa cũng như không à. Sợ ngay, sợ ngay. Cày được bài này. Úi giời ơi, thôi. Nước hoa. Đừng có chạy lòng vòng với Joseph, không không có chạy được đâu. Để dùng cái thẻ bài quay chuyển về những vị trí các bạn nhìn xuống dấu chân của mình ấy, chỗ nào phát sáng lên và chúng ta sẽ ở vị trí đấy. Tùy theo muốn ở vị trí nào thì chúng ta quyết định xoay phát sáng ở vị trí đó thôi, nó không có gì nghiêm trọng cả. Ông chủ nhân bị sợ. Ui. Đau nha. Đánh lừa nó này. Lật ra này. Ô, đã ở đây rồi. Ôi, tốc biến không kịp rồi. Ui, gì? Có một điểm thay đổi nữa về nhân vật Joseph vừa mới cập nhật vào ngày hôm thứ năm, đó chính là chúng ta không thể sử dụng graffiti ở trong thế giới ảnh được luôn. Lát nữa thì mình sẽ xịt thử các bạn cùng xem nhé. Nói chung là graffiti nó không sẽ xuất hiện, nó không xuất hiện trong thế giới ảnh. Mình không hiểu lý do là vì cái gì luôn. Fit cái này cũng không hiểu. Có cũng đâu có ảnh hưởng đâu ta, phải không? Lát nữa thì nó sẽ rớt xuống ghế bây giờ. Đó, đâu có dáng ở đâu. Hết thế giới ảnh thì nó mới hiện ra ngoài này, thấy không? Để xem ai cứu bạn ở dưới cái hầm này. Cái hầm này cứu ghế cực ghê rồi. Cực ghê. Đứa nào đây? Xuống đây anh biểu. Đây rồi, cô gái tóc dài màu hồng. Cứu nổi không? Đâu có nhánh 6 đâu mà cứu. Giờ một đứa bỏ mạng lại thôi. Một đứa. Ông Sinner đầu hàng luôn à? Thôi đầu hàng đúng. Sao mà thắng nổi, thật sự không thắng nổi ấy. Ok. Thôi tự sát luôn à? Thôi bỏ tay luôn. I'm sorry. Lát nữa thì mình sẽ xử đẹp bạn sau. Tự giác như vậy là tốt đấy, nhưng mà rất là tiếc, mình đành phải giết hết các bạn thôi. Kết thúc trận đấu cho nhanh. Ở đầu hàng. Buồn ghê. Ok, và mình sẽ kết thúc video clip đây. Và chúc các bạn có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, chơi bời thoải mái ở ngày hôm nay, rồi tiếp tục sáng ngày mai lại đi học buổi thứ hai. Thở nhanh thì cũng hết ngày thôi. Bye bye.